cắt qua cái này nè, dạ mấy cọng nhỏ như mình tiễn bớt ha, cho nó lớn lên cái rễ nào nó dạ. Chỉnh chuẩn đó. Rồi, Toàn mến chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Hoa Kiển Phạm Toàn 99. Thì hôm nay Toàn làm một cái video này cũng xin lỗi và anh em biết được cái kênh mình sau này ha. Thì cái được rồi, Toàn quay cái video đó là Toàn quảng cáo cho quý cô chú anh chị và các bạn biết cái vườn mai của ông cậu Ba Đàm, để cho mừng quý cô chú anh chị và các bạn biết chỗ này để lại mua mai xứ rễ thôi. Nhưng mà cái lô này thì là anh Ba gỡ anh chưa sức, tại vì Toàn quay trước đặng cho biết cái số điện thoại của anh Ba gỡ á, cho nên Toàn cũng không có nói rõ ràng, rồi cho nên có nhiều bạn nói quay sàm sàm vậy đó thì Toàn cũng xin lỗi. Rồi Toàn quay lại chia sẻ lên. Thì cái lô này sau này cũng tầm khoảng vài tháng thì anh gỡ anh cũng bán thôi. Nhưng sau này bán thì có các bạn nào yêu thích thì liên hệ với anh Ba gỡ ha. Bữa đó ông cô Ba ông dập hình như cái cây này phải không anh? Cái nào? Cây này. Bữa đó cây này là mười mấy, là 12 nè. Cây này là 12 chữ. Thì hôm nay Toàn sẵn tiền Toàn dẫn ông anh ruột, ông Ba, ông anh bạn ông anh ruột rồi từ Vĩnh Long qua kiếm cho ảnh mười mấy cây. Sáng giờ kiếm cũng không có. Hôm nay quyết định kiếm được cái mày cũng 3 giờ mấy rồi, 3 giờ mấy chiều rồi. Cái này cũng quá quyết luôn. Cái này lâu lâu mình khoảng mấy tháng mình sẽ sửa 1 lần nữa. Cái con hái cũng trồng xuống cũng 3 tháng mình sửa rồi, mà bạn này bỏ lâu quá là mấy tổng để đeo nó thử đi. Lúc trước em giác lúa ở đây là cây cũng nó cũng nhỏ nhỏ hơn này tí. Ừ, lúc trước em giác lúa đây mới trồng dạ. Mới trồng 1 tháng 2 tháng vậy. Dạ. Em trồng hôm gầm nó chạp à. Dạ. Đợt đó em nhập đây rồi cho đội bên kia sức. Tại vì một tốp mà chia ra tới 2 đội. Ủa lộn, một đội trưởng mà chia ra tới 2 tốp. Dạ. Cái xăng của em nhà có khoảng bằng mấy lớn á. Bằng cái chu vi này nè, mà anh trồng cái số lượng nhiều của em, anh trồng mười mấy cây là giáp. thừa quá. Trồng gì thứ á. Dạ. Trồng nếu mà muốn trồng cái bự thì mình trồng vậy. Thì hôm nay Toàn quay lại cho mấy anh em nào mới biết kênh Toàn đó, thì Toàn quay Toàn chỉ giới thiệu cái vườn thôi, chứ là anh gỡ anh chưa có sức, mà Toàn quay cho mọi người xem chơi thôi ha. Dạ. Dạ. Cái nhỏ nhỏ gì chi cành nó đều gì là lớn là nó khỏe sữa nữa. Dạ, như cái này nè. Cái này tàn rồi. Dạ. Cái nào nấy quá tuyệt vời luôn các bạn ơi. Chu vi này của anh gỡ mà ông trồng được 100 mấy, này 100 mấy anh gỡ. Này 120 cây mà nó bằng cái xăng này bằng cái xăng của mình đó các bạn, mà mình trồng có 10 mấy cây à, tại vì mình trồng lúc trước á, trồng thưa. Trồng mai hồi đó chứ không phải mai xứ rễ ha. Còn mai giờ là đa số là mai xứ rễ. Mà mười mấy cộng. Thì mười mấy cộng nó nằm ngang ngang với nhau là ok các bạn. Đây chảnh còn chỗ nào nữa không vậy? Hết luôn hả? Rồi bên sông hình như là bên đây là nguyên khu vực của mình là bán theo lô không ha? À. Mới bán hôm hổm cỡ khoảng 2 tháng nay lô 120 cây. Là mình nên anh hay là có nhiều người? Không nên anh à. Cái bờ bên đó bờ anh mới trồng, chuẩn bị trồng đó. Thôi gì em đi về dài ngoài luôn rồi. Đi ngoài bên này kiếm cho ổng rồi. Rồi vì Toàn xin phép các bạn Toàn kết thúc video ha.